Nếu mà cứ tăng ca 2 tiếng đều thứ bảy thì thôi mình sẽ cố chấp nhận đi về sớm một tí ít tiền hơn các bạn. Mình cố gắng để mình sắp giải hết nợ rồi. À, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ có một cái video. Hôm nay mình sẽ làm cái video đó là đi ăn tất niên công ty và được lì xì Tết, thì là Tết dương lịch đấy. Thì tối hôm qua, thì bây giờ hôm nay mình ấy tối hôm qua đi thì tăng ca ăn đi làm đi 4 giờ là về. 4 giờ là về thì là đi cùng ô tô mấy người đài lên trên thành phố Đài Trung để ăn liên hoan tất niên. Thì đây mình sẽ demo lại một số cái tấm ảnh đồ ăn các thứ cho các bạn xem, bởi vì là đến đây thì là nó cũng rất là đẹp nhưng mà mình cũng chưa quay được cái gì, không quay được cái gì các bạn, mà mình nói thật là mình cũng không muốn quay lắm, bởi vì là đi với người đài mình cũng không thích quay cũng các thứ cho nó, mình cũng không thích lắm. Nay về gọi tâm sự một chút thôi. Đấy thì là qua là đi ăn tất niên công ty, thì cách đây 2 tháng thì cũng đi ăn liên hoan lần rồi, còn hôm nay là tất niên của công ty đấy. Thì là ăn uống linh tinh xong, nói chung là ăn đồ thì ở đây thì đồ có sẵn, thì kiểu người ta bày ra mình cứ đến mình thích ăn cái gì mình gắp ấy. Đấy, kiểu như thế các bạn chắc các bạn cũng biết rồi. Mình thì nói thật là lần này mình mới ăn lần thứ hai, còn từ trước ở nhà mình cũng chưa được ăn kiểu như này đấy. Thì là ăn uống xong thì là họ mới có cái bốc thăm trúng thưởng ấy. Đấy, ở bên Đài Loan nhiều bạn làm công ty mà hay cho đi ăn và Tết là có cái trúng thưởng bốc tiền ấy, là chắc là có cái đấy, đấy. Thì người ta bốc ra được là tất cả là 6 người, 6 giải. Thì của mình hôm qua có 3 người đài với 3 người Việt là được. Thì mình không được. Mình chỉ được đoạn cuối thì là tất cả mọi người được lì xì thì được 1.200 đài tệ. Khoảng hơn triệu tiền Việt. Đấy. Thì ở đây cái lì xì đây mình sẽ cho các bạn xem. Đấy, thì phong bì lì xì đỏ rất là đẹp. Đấy, bên trong này có 1.000. Mới cả 2 tờ 100, 1.200 khoai. Quà Tết thì mình hỏi là thế vài hôm nữa đến Tết âm lịch thì có không, người ta bảo là vẫn có, thì là chứng tỏ là Tết này là cũng được một chút. Mình không biết Tết âm thì được bao nhiêu nhưng mà tất niên công ty Tết Dương này được 1.200 đài tạ. Đấy, còn nhiều người thì bốc may mắn chúng thì có người cao được 2 vạn, có người thấp nhất là được 3.000. Thì là mình nghĩ như này, không phải là gì cho ấy nhưng mà không phải là gọi là bì tị hay gì, mà thực ra những cái người ta bốc này, chắc là mình nghĩ là họ cũng sắp xếp sẵn rồi, bởi vì là không, mình thấy nó không có tí may mắn nào cả, bởi vì những cái người này toàn là những cái người làm tốt, những cái người làm được việc làm tốt thì người ta thưởng thế. Còn như mình thì nói thật là mình không phải mình tự hào mình làm cái gì tốt cả, thế nên là mình ngậm ngùi mình đứng sau thôi, mình không gọi là ghen tị hay là than vãn hay là gì, mình không có cả. Đấy, thế nên là người ta hơn mình thì người ta xứng đáng thôi. Đấy, thì mình nghĩ như thế, chứ thực ra không phải là bốc thăm may mắn mà đều có sắp xếp hết rồi. Mặc dù ở trong một cái túi nhưng mà mình không nhìn gần, mình không biết được, có thể người ta đánh dấu hoặc gì đó không biết được. Thôi nói chung không sao cả, được 1.200 là được rồi, mình không đòi hỏi gì cả. Nói chung là đấy, cái Tết Dương lịch ở bên này thì nếu như không lọ nghỉ Tết thì đấy, mình đã quay ở cái tập trước, người ta không hả hay gì nói câu chúc năm mới, cả người đài nhau cũng thế, mình cũng không chúc gì cả. Nói chung là bình thường. Thế Tết âm lịch thì bên này người ta cũng ăn Tết âm lịch ấy, chắc là sẽ ấy hơn. Còn thực ra thì cái công ty này thì cũng về cái phần gọi là thoải mái hoặc là chi tiêu thì là nó cũng rất là chi tiêu, bởi vì là ăn uống các thứ liên tục, rồi là thưởng thùng các thứ là các cái ngày lễ ngày ấy là đều có thưởng, nhưng mà ít thôi, không được bao nhiêu, nhưng mà cũng còn hơn là không được. Đấy, nói chung là có được, không nên đòi hỏi nhiều, nhưng mình thế là quá được rồi. Bây giờ thì không có tăng ca 3 tiếng nữa rồi bạn. Đấy, thì thực sự nó rất là buồn, bây giờ lại tăng ca chỉ có 2 tiếng thôi. Sắp tới thầy bảo không biết có ít hơn không, nhưng mà cái đà này thì nói chung nó cũng chán lắm bạn. Làm đấy, mấy cái tháng đầu sang bạn biết mình không có tăng ca mấy, chỉ ngóng chờ đến ngày ổn định, thì lại đấy, thì đến và mình đến ngay như cả cái môi giới trước ở Việt Nam của mình cũng đều bất ngờ với cái này, không ngờ cái công ty nó lại thay đổi đến như thế. Trước thì nó vẫn 3 tiếng đều nhưng bây giờ thì không có tăng ca, mấy, ít lắm. Thôi thì mình không còn cách nào cả, bây giờ về Việt Nam thì cũng không làm gì được. Thôi mình nếu mà cứ tăng ca 2 tiếng đều thứ bảy thì thôi mình sẽ cố chấp nhận đi về sớm một tí ít tiền hơn các bạn. Mình cố gắng để mình sắp giải hết nợ rồi. Chắc khoảng 1 đến 2 tháng nữa là mình sẽ giải hết nợ. Đấy. Thì khi nào mình giải hết nợ thì mình cũng sẽ có hẳn một cái video để tâm sự các bạn về một cái chuỗi quá trình mình làm việc và sinh sống bên này, kiếm ra đồng tiền để mà giải nợ. Coi như là ngày trước đi sang xuất khẩu lao động bên Đài Loan này là gia đình vay hết 100%, không có một tí vốn nào. Trước ở trên Hà Nội bạn biết khó khăn, còn phải đi vay để còn nên học,
Còn ăn uống đi lại trên Hà Nội rất tốn kém. Mình ở Hưng Yên nhưng mà đi lại cũng thôi. Đấy. Thế là cũng không có cái kinh nghiệm gì nên là nhiều khi đi phương tiện nó tốn ấy. Nó tốn tốn tiền ấy. Thôi, đấy là mấy tháng chờ 9 tháng rồi. Video này chắc mình chưa đăng ngay đâu bởi vì là chắc phải vài nữa thì mình mới đăng. Đấy. Thì hôm qua hôm nay là mùng 6 tháng 1 thì hôm qua là mùng 5, là mùng 5 là đi, là báo trước khoảng 1 tháng rồi, là mùng 5 đi. Thì là ở đây thì mọi người đều đi cả, có một vài người chắc người ta có lý do để bận, người ta không đi thôi, còn lại đi hết. Bởi vì là biết là phát lì xì mà nên là ai cũng háo hức ai cũng đi cả bạn. Thì mình cũng gọi là không 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 hy vọng gì là mình bây giờ mình thì chỉ cần là cứ tăng ca ổn, nếu mà 3 tiếng là quá tốt. 3 tiếng thì công ty công việc mình làm hiện tại thì là nó quá thuận lợi. 2 tiếng thì nó cũng hơi ít tiền mà. Thôi thì nói chung là mình có kinh nghiệm bên này rồi thì mình sẽ cân nhắc cái tương lai của mình. Nhưng mà nếu mà mình còn ở bên này thì mình sẽ vẫn tiếp tục làm những video để chia sẻ cái kinh nghiệm cuộc sống bên Đài Loan này cho các bạn xem. Mong các bạn ủng hộ mình. Thì cũng có nhiều video mình làm rất tệ thì cũng có các anh các chị và các bạn bình luận bảo là không tốt cái gì, thì nói thật là mình thì cũng kém trong cái vấn đề gọi là quay phim chụp ảnh hơn nữa này. Mình cũng không gọi nói với ai là mình làm YouTube này. Đấy. Thế nên là nhiều khi nhờ người ta đi quay hộ cũng khó, mà ở đây thì anh em thì không tha thiết lắm nên là không đi được toàn một mình thôi. Mình thì chắc chắn là quay nó sẽ không tốt bằng 2 người rồi. Dù gì nó người nói chuyện có người ấy nó cũng sẽ vui hơn, cả cầm cái thiện điện thoại mình nghịch linh tinh thì ấy hơn. Mình sẽ cố gắng khắc phục ở những cái video tới. Đấy, thì mong các bạn thông cảm và thứ lỗi bỏ qua cho mình. Thì có lẽ mình sẽ dừng ở đây thôi. Nên là gọi là đi ăn tân công ty thì mình cũng không quay được cái gì cả. Cái tòa nhà đấy thì nó có 11 tầng, nó rất là cao, đủ các mặt hàng luôn. Nó như kiểu là cái trung tâm thương mại các bạn ở Việt Nam các bạn biết ở Bixi ấy. Đấy. Kiểu mà đi chơi ăn uống vui chơi ấy. Đấy. Kiểu cái khu vui chơi khoan uống đấy, mình cũng không biết là gì cả. Đấy. Mình cũng sẽ demo một tố tấm ảnh trong video, các bạn có thể nếu mà các bạn ở Đài Trung có thể các bạn biết đấy. Ở Đài Loan các bạn sẽ biết đấy. Mình nói thật là mình gọi thằng nhà quê mà không không biết mấy cái chỗ đấy, nói thật sự là như thế. Mà có tiền mình chắc mình không nên lấy mình ăn, bởi vì là một bàn của họ toàn vài nghìn đại tệ thôi, không có tiền mà. Quy ra tiền Việt toàn 5, 6, 7 triệu một bàn, nhưng mà có 6 người còn có khi còn đắt hơn, đồ ăn ngon là còn đắt hơn, nên là mình không dám mơ nghĩ cao sang thế, chỉ gọi ăn quán bình dân thôi bạn. Để sang bên này thì phải nhiều khi phải tiết kiệm, nhưng mà ăn hoang tiêu phí quá thì cứ nghĩ là tiền Việt thì nó tốn suốt lắm bạn. Thì thôi thì mình sẽ kết thúc cái video đây. Đấy thì khoe các bạn là hôm nay là thưởng công ty thưởng gọi là lì xì Tết dương lịch, cũng có tí Tết nên là vui rồi. Đấy, thì ok. Cảm ơn các bạn xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Chúc các bạn năm mới may mắn, mạnh khỏe và thành công. Đấy, tạm biệt tất cả các bạn.